Chào mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề của em. Rồi mọi người mua hàng liên hệ thông tin trên màn hình ha. Số điện thoại nè 0348 3083 nha. Rồi mọi người nhắn tin hoặc gọi điện cho em nha. Rồi khách hàng mới mua hàng lần đầu thì vui lòng chuyển khoản giúp em ha, em sẽ gửi hàng. Rồi giá em ghi là chưa bao gồm cái phí ship nha mọi người, em gửi bên Viettel ha, gửi hàng thường cho nên phí ship nó rất là rẻ, không có cao nha mọi người. Rồi khách mới quen rồi thì em gửi COD luôn nha, chốt hàng ok là em gửi, hoặc là nếu mà muốn chuyển khoản thì thông báo trước cho em ha, chốt hàng rồi nói chuyển khoản luôn chứ để em gửi hàng đi rồi mất công ha. Rồi cái video hôm nay có mã số là 261 nha mọi người. Rồi ai chưa bấm đăng ký kênh, bấm đăng ký kênh ha, để được nhận mấy video mới đăng lên thì nó sẽ thông báo về cho mọi người biết ha, cho nó nhanh. Rồi nên về ít đồ nữa ha. Rồi sơ qua thấy có đồng hồ nè ha, cái đồng hồ này rất đẹp, Citizen ha, Japan, vỏ gỗ luôn, size cũng khá là lớn. Rồi đồng hồ kia nữa cũng của Nhật. Rồi nay về cái gọng kính nữa nè mọi người, gọng kính này hàng Pháp nha, Paris. Rồi dưới mấy đồ ấy nè, đồ leo trèo, leo an toàn nè mọi người, để leo cây ha, cắt cành cưa cành rồi trên cao. Rồi có hai cái đồng hồ đeo tay. Nay về mấy cây bút này rất là độc nè mọi người, cây bút nè, bút này hàng châu Âu xưa nha mọi người, chung giờ nó không còn, mẫu này không còn sản xuất nữa, chỉ là cây bút này của Mỹ nè, thân kim loại nha, thân kim loại siêu nhẹ luôn, kim loại nhưng mà nó rất là nhẹ luôn. Rồi để em giới thiệu từng món nha. Rồi dây an toàn nè, dây an toàn loại đeo thắt lưng ha. Rồi đây dây made in Japan, dây an toàn là hãng Fuji Denko là sản xuất nhiều nhất ha, đa số của nó. Rồi đây mọi người đeo như vậy ha, dây này nó màu vàng rất là nổi bật, dây an toàn màu vàng ha, cái này để đeo xỏ vô cái dây luôn. Rồi để đeo, để đựng dụng cụ nha mọi người. Đó. Cái nút này mọi người bôi miếng dầu vô cho nó nhẹ ha, nó lâu ngày nó được khô. Này để đựng dụng cụ, đựng này kia để mình leo lên mình sử dụng ha. Đây là cọng dây nó ha, dây này kích thước nó là dây 10 mm nha mọi người. Nè. Đó, dây 10 mm tải rất là ok luôn. Đây là móc khóa an toàn ha, móc hai bước để mở. Nhấn đây rồi mình mới mở được nha. Bằng thép rất là chắc chắn, rất dày luôn. Rồi móc này mình xài mình sẽ móc ngược vô đây ha. Mình chồng lại thành như cái thòng lọng chó vậy đó, leo tới đâu mình chồng tới đó và móc ngược trở vô đây ha, vô đây nè, hoặc là móc vô cái này nè trên thắt lưng ha. Đó rồi dây này nó dài độ khoảng 1,5 m nha mọi người, cả 1,6 m luôn á, tính luôn móc này nè, dây á, dây dài 1,6 m luôn nha. Rồi bộ này mã số 1 nha, 450 nha,
này đầy đủ ha. Rồi mọi người, em bán cái này để cho mọi người sẽ cua hoặc là gắn vô sử dụng luôn ha. Mọi người đã có hắt lưng rồi đó, thì mình xài cái loại này hai thế hoặc là gắn sử dụng ha. Nè, loại rất nhẹ nha mọi người, ở đây nó làm bằng titanium nè, nè titan nè, titan đó, Sanco luôn, hãng Sanco Japan. Rồi dây còn rất mới, còn tem luôn, rất mới luôn nha, cũng là móc an toàn hai nấc ha, chống bị trượt rất là an toàn. Rồi mã số 2 250 nha. Rồi dây này cũng dài 1m6 ha, luôn móc là 1m6, dây không thì cỡ 1m rưỡi. Đó mọi người có cái dây an toàn này rồi nè ha, thì mua về luồn vô mình xài ha. Nè luồn như vậy nè, hoặc là đó, nó nằm như vậy nè, đúng rồi đó. Cái này luồn thắt lưng qua nè. Rồi mã số 2 nha, 250 nha, móc lớn và sợi dây. Rồi em giới thiệu mấy cái đồng hồ này Nhật bãi về ha. Cái con này là dây em hai rồi nha mọi người, nó về nó có cái mặt không à ha, hai sợi dây mới cho mọi người có xài thì xài ha, không thì mọi người tự hai dây khác ha, chung cộng dây mới nè, cộng dây hàng thường thôi nhưng mà hai mới. Rồi hiệu tham mà, đó, hiệu tham cọc số với lại kim mạ vàng ha. Nè, cái này cũng mạ, cái này nó cũng mạ nè. Độ mới còn rất là cao. Nắp đít nè, con này máy Philippines sản xuất nha, có ngày lịch, có lịch nè với ngày, hoạt động ok, chỉnh giờ ok, xài pin đã hai pin rồi. Đó. Còn rất đẹp. Đây, cái độ dày nó là 8.6 ha. Cái mặt này luôn núm là 37 nha mọi người nè. Đây, lên cái tay em nè. Tay em là tầm 10 17 18 á mọi người, cái vòng á. À, đeo vô nó vậy nè. À. Vừa tay 18 đeo vừa đẹp nè ha. Rồi. À, mặt kiến tình trạng nó có chi, có sự găm râm một ít nè, à. Nhìn sơ không thấy đó. Rồi cái con này mã là số 3 ha, 600.000. Rồi tiếp theo một con đồng hồ, đây cũng hãng Nhật cho mọi người, đây hiệu nó cái hiệu nó dài quá đọc không được, kim dạ quang nha mọi người, kim dạ quang, máy vỏ Japan, máy Japan hết à, máy Miyota nè. Cái vòng này nó xây được nha mọi người nè, không biết thì xây làm gì nữa nhưng mà xây được nữa ha.
rất là độc. Nó xay được một chiều thôi nha, chiều này không được nha, đó xay vậy. Cái niền á, người ta gọi là niền xay ha. Rồi vỏ nè, à, xin lỗi là cái dây nè. Nó dây thép không rỉ. Này mặt đít. Đít có ghi Japan nè, máy Japan nha mọi người. Máy Japan, vỏ Japan luôn. Đó, tình trạng về nó nguyên vậy nha. Chưa có đánh bóng, chưa có làm gì hết mọi người. Cái này một cái kiến đồng hồ nó rất là dễ mọi người. Nó chạy xước rồi mọi người đi đánh bóng lại ha. Là nó ok. Là kiến gì nó vậy nè. Cái con này giống như kính Mica nha mọi người. Nhìn nó mô mô lên rồi ha. Nó đục đục giống như kính Mica vậy nha. À, nó đục đục chứ nó không có trong. Cái này có dạ quang nha mọi người. Mọi người đi ngoài nắng ở vô tối cái nó dạ quang lên ha, nó sáng lên cái kim. Rồi, con này mã số 4 nha, 700 ngàn. Đây. Cái bút. Bút bi. Bút bi này đây, hàng hiệu của châu Âu mọi người. Hiệu Đức. Mấy hiệu này mọi người tìm hiểu là thấy ha. Của Đức á. Này vỏ nhựa nha mọi người. Đời này nó cũng xưa mà nó còn rất là đẹp. Mực thì nó hết rồi. Mực thì hay nha. À. Cái mực đó mọi người biết sao? Về là nó hết, mình thay thay nè, thay cái ruột ha. Thay cái ruột nhưng mà giữ lại cái ngòi nó mọi người, cái ngòi zin nè. Cái ngòi zin này nó mạ đồng nha mọi người. Nó màu đồng nha nè, màu vàng nha. Chứ không phải màu trắng như mấy cái viết của mình mà. Ở đây của mình ha. Là cái viết đây mình nó màu trắng nè. Ha. Còn của nó màu vàng luôn. Cái ngòi đó, nó màu vàng đó. Rồi các mọi người thay cái gục này vô ha, khúc này nè. Mua mấy cái viết ngoài á, rồi gắn cái ngòi này lên. Là mình sử dụng tiếp. Nè, viết hiện tại là có mực hết nha mọi người. Vô mực hết rồi nè. Rồi xài ha. Đó thì thay mực vô. Thay cái ruột, nhưng nhớ giữ lại cái ngòi mọi người. Ngòi zin đó. Cái này ngòi zin đó nè ha. Rồi. Cái này 200 ngàn một cây nha mọi người nè. Bút bi của châu Âu, của Đức. Rồi. Có cây này đọc nè. Cây bút này của vỏ bằng kim loại nha mọi người. Bằng nhôm nha. Không biết bằng nhôm hay bằng gì nhưng mà rất là nhẹ. Chung nó nhẹ như nhôm vậy. Không biết có nhôm không. Rất là nhẹ luôn nha. Nó nhẹ hơn cây bút này luôn rồi mọi người. Cây bút mình đây nè. Nhẹ hơn luôn. Đó. Cầm như không vậy. Đây kích thước nó nè. 12 cm nè. Cây này hàng Mỹ không ạ? À.
OS nè. Đó. Rất là sắc nét, cái cây rất là sắc nét. Vỏ nhôm mạ vàng. Đây, cái này mạ vàng nè. Cây này còn nguyên cái ruột zin luôn nè mọi người. Cái mực này là em bơm nó vô nè mọi người. Mọi người có thể giữ cái này, mọi người lấy cái kim tiêm á, bơm mực vô ha. Rút mực bơm vô, mà bơm vô nó không không biết bơm nên bơm nó cũng không có đẩy ha. Nhưng mà vẫn có mực. Đây, còn kim loại nè. Rất là sắc nét. Nó vẫn ra mực đang sử dụng nha. Nồi ruột zin. Hết mực mình bơm vô ha. Mực bơm vô. Ok. Mình muốn nhanh thì lấy rút cái nồi ra thôi. Thay nguyên cái ruột luôn để nhanh khỏi bơm. Giữ cái ngòi zin lại, nhưng mà cái ngòi zin mấy chục năm vẫn xài ok ha. Rồi mã 6 nha, 400.000 cây bút Mỹ, thân kim loại. Rồi nay về tiếp hai kính, hai gọng kính nha mọi người. Hàng này gọng kính, gọng kính titanium. Con này Paris Pháp. À, thương hiệu với logo nó nè. Chuẩn bán tại thị trường Nhật. Titan. Ban titan nè, nó khắc vô cái gọng kính luôn. Đây có khắc luôn nè. Khắc hương hiệu và khắc Paris, rất là sắc nét, chi tiết rất là nhỏ luôn. Số mã số nè. Đây cũng có khắc chữ. Đây cũng có chữ. Titan này mọi người biết rồi, nó rất là nhẹ nha, xài rất bền và nhẹ. Giá thị trường rất là cao, cái gọng kính titan nha. Này. Gọng nha mọi người, gọng này mọi người có thể về cắt kính cận, kính lão, kính đặc biệt. Cái gọng này làm cái kính mát cũng ok lắm nè. À, mọi người thấy cái thiết kế nè, vô trồng kính mát là quá ok luôn. Đây là cái thương hiệu nó nè. Con này giá mới rất là cao luôn mọi người. 44.000 yên. 44.000 Nhật. Được cái là nó rất là bền. Titanium Nhật sản xuất.
như mới nha, chưa sử dụng. Rồi cái gọng kính này có mã số 7 nha, 2 triệu. Rồi nay có 2 con gọng kính nha. Đây cũng là con titan nha. Titanium hiệu Romano Ronoma à. Ronoma Paris Pháp. Rồi cây gọng này là màu đây, cái này nó màu đen, còn trên nó màu titan nha mọi người, cái màu nó xám xám, thép xám xám nè. Con này khá là đẹp luôn nè, cái hiệu nó dập Romano, nó gắn cái logo Romano lên, Romanoma lên nè ha. Chân kính các thông tin đầy đủ nha. Đây, trên này nó khác là thương hiệu nè, Renoma Robert Paris. Khác rất là chi sắc nét chi tiết nha. Đó. Đây, Nhật sản xuất luôn nha. Made in Japan. Chữ khắc đó nè. Chất liệu titanium. Con này cũng là cắt chồng kính mát ok luôn nha mọi người nè, thiết kế nó khá là đẹp, vô chồng kính mát rất là đẹp nha, kính mát hoặc kính cận, kính lão, kính đều được hết. Rồi con này mã số 8 nha, 1.800.000. Rồi Noma 1.800.000. Rồi tiếp theo em giới thiệu cái con cắt ống đồng nha mọi người. Cái ống đồng hàng tự động. Đây. Con này quá ok luôn. Chà, cái con này đa năng mà tự động cắt nhanh cực kỳ. Nào mọi người biết sao cắt nhanh. Nó tự động xay nha mọi người. Nè, cái này là để tăng chỉnh cái kích cỡ ống nè. Ví dụ đút ống vô rồi. Đó cái lưỡi dao nè.
người xoay nó sẽ hạ xuống ha, hạ nhỏ xuống để cắt ống nhỏ ống lớn. Rồi cái đường kính ống đây nó cắt được là từ 6.3 mm ha, đến 22 mm đường kính ống. Rồi mọi người đút ống vô cắt như vậy ha, lắc vậy nè đó. Nó sẽ xoay cái hàng dao bên trong đó ha. Cắt như vậy á. Đây lưỡi sơ cua nó còn nguyên nguyên trong đây nha à. Lưỡi sơ cua nè, chưa sử dụng. Rồi đặc biệt đây nó có một cái cây. Đây là cái cây dao à. Đây cây dao cạo mọi người, cây dao cạo ống luôn. Quá hay luôn. Cắt ống rồi có con dao hợp kim này để cạo ống nè. Con dao này cạo cạnh ống hoặc là cạnh inox sắt gì nó cũng út luôn mọi người. Con dao hợp kim này rất là cứng. Đó. Cây này quá tiện luôn, quá lợi. Rồi hãng là SK11 ha. Hàng chuẩn Nhật. Mã chính nha, 300.000. Kích thước nó 17 cm. Đó. Vỏ nhựa bên trong này bằng nhôm. Nhôm đúc. Rồi tiếp theo một con kìm đa năng. Kìm đa năng sử dụng code đầy đủ. Bấm code nè, chuốt dây nè ha. Cắt tia ren nè, rồi cắt dây điện. Gọi là đa năng luôn nha. Có nhiều tính năng. À, chút dây nhiều cỡ là 0.5 đến 6 ly ha. Còn mới tinh nè, như mới. Đẹp lắm. Lưỡi cắt dây điện nè. Rồi cắt con ren ốc nè ha. Mấy con ốc đút vô cắt luôn. Cắt được tới con ốc M5 luôn nè. Nè vặn con ốc vô đây nè. Có ren vặn vô. Rồi bụp xuống là đứt con ốc ha. Rất là hay. Thay vì mình cắt kìm, cắt búa, cắt chặt đồ này kia, con ốc sẽ hư cái ren. Vặn không được. Cái mài lại. Còn cái này vặn vô đây nè, cắt một cái nó sẽ đứt hẳn luôn, ngọt. Rồi ở đây là bấm code ha. Rồi bấm code có số nè. Rồi kìm này đa năng luôn. Kích thước 23 cm. Đa năng luôn, giá cực rẻ, 150.000. Mã số 10. Đây. Rồi về tiếp cái ô tô Iron. Iron hãng quá nổi tiếng của Nhật. Ô tô Iron. Đây. Iron made in Japan. Nè, ô tô chất liệu nó nhôm nha mọi người. Dòng này mình chuyên là kẹp gỗ ha. Kẹp gỗ hoặc là làm đồ nhỏ. Ok. Đó. Chuyên cả là kẹp gỗ, hàm này kẹp gỗ nè. Mình bắt miếng gỗ vô nữa. Nè, nó chừa lỗ ốc cho mình bắt nè. Cái này nó chưa bắt nha mọi người. Như mới vậy. Thì để kho nó bây giờ nó cũ. Chứ nó chưa xài đâu. Nếu mà xài nó bắt con ốc vô ha. Bắt bông ốc vô. Mình làm hai cái hàm gỗ á. Rồi bắt ốc vô xài. Chứ cái hàm này nhôm cũng không có tiện để kẹp. Làm cái hàm ha, hàm gỗ tùy theo mà lớn nhỏ mình làm ha. Đây nhẹ nhàng quay rất là ngon. Đó. Rất nhẹ nhẹ nhàng nha mọi người. Quay nó nặng khô rồi mọi người bôi cái mỡ bò lên cái cốt này nè. Nó nhẹ hay không là nhờ cái cốt đó, bôi mỡ bò vô. Rồi ở đây là mình kẹp vô bàn nha mọi người. Kẹp vô bàn nó sẽ nằm như vậy nè ha. Kẹp vô cái mặt bàn á.
đây, mặt bàn lớn nhỏ gì cũng kẹp được hết. Kẹp được tới cái mặt bàn 5 phân rưỡi. Mặt bàn nó kẹp được 5 phân rưỡi ha. Kẹp được 5 phân rưỡi trở xuống. Mặt mỏng cũng kẹp vô được hết. Rồi, cái tô này mã số 11 nha. 400 ngàn à. Lấy cho bác nào xài làm đồ gỗ rồi xài ha, chế cháo đồ nhỏ nhỏ này kia làm kẹp. Đây cái kích thước nó kẹp được là 12 ha, hàm nó rộng 12. Rồi cái chiều này thì khoảng 10 chiều rộng ra nè đó. Rồi mã 11 400 ngàn. Rồi đây là cái súng súng xịt cát nha mọi người. Súng xịt cát nha. Bắn cát á. Bắn cát để vệ sinh mấy cái đồ tẩy xét, tẩy sơn này cơ. Dùng cát hút lên bắn ra. Nó. Này em test hơi rồi ok hết mọi người, bắn rất là mạnh luôn. Hút cát lên bắn rất là mạnh. Cát khô. Còn cát ướt không biết. Có bác nói xài cát ướt này kia, nó không biết ha. Chung cát khô mà nhuyễn. Mình phải lọc cát trước. Cái xài súng này mình phải lọc cát. Và cát nó nhuyễn đều như nhau, lọc lại. Càng nhuyễn thì nó càng vệ sinh càng sạch. Chỗ nào to thì nó không có sạch ha. Rồi đây cái súng này khá là to nha. Cái này thuộc dạng hút mạnh đó nè, mọi người xem cái họng hút nè, khá là bự luôn, hiệu Astro. Đây cái miệng bắn nó ra 10 ly nha mọi người nè. Nè miệng vô nè, miệng vô 9 ly nè ha, là nó sẽ hút một lượng cát rất là nhiều, vệ sinh rất là nhanh luôn. Súng dạng xài đồ nhiều, bắn đồ lớn. Còn muốn nhỏ mọi người chế là cái miệng này nha, tiện cái nòng lại ha, đút vô nòng nhỏ thì nó sẽ bắn ra nhỏ ha, vậy thôi. Nòng này mở ra được nè, có ốc đút giá đây nè. Rồi tát kính hơi ok. Rồi cây bắn cát này có mã 12 nha, 600 ngàn. Đây về cái hai cây xịt gió nè mọi người. Hai cây xịt gió của Nhật nè. Rồi cây Kinky. Cây rất đẹp luôn. Cái đầu này mọi người về mua đầu gắn vô ha. Hoặc là vô ống trực tiếp ha. Vô ống hơi luôn. Vô ống hơi HQV là rồi xài thôi. Test rồi, kính hơi ok hết. Đây, còn khá là đẹp, hiệu Kinky Nhật. Bằng hợp kim nha mọi người. Kiểu nó vậy, kiểu nó cái kiểu này nó sơn màu như vậy ha. Rồi mã 13 200 ngàn. Con này. Con này 14. Con này của Kurita. Đây, Kurita Nhật. Con này bề ngoài hơi xấu, nhưng chức năng xài ok hết. Test kính hơi ok. Cò nhẹ. Rồi, đặc biệt cái con này nó có một cái đầu này nha mọi người. Cái đầu này là đầu chỉnh gió ha. Nó có thể chỉnh được gió lớn, gió nhỏ ha. Còn như vậy là siết lại. Đó, nói chung còn vô đó là gió lớn, gió nhỏ ha. Thì chỉnh cái lượng gió ít nhiều. Rồi cái này mọi người về vặn nó lại ha. Vặn nó siết nó là cứng lại. Để xài. Kurita. Test kính hơi ok ha.
Rồi con này mã 14 ha. 250 ngàn. À cái con hỏi gió, à cái con hút bụi. Hỏi hút hỏi bụi ha. Vừa hút vừa hỏi nè mọi người. Nhìn hình cũng biết rồi ha. Nè. Muốn hút, muốn hỏi mọi người đảo cái. Đây, cái này cứng quá. Vặn cái này ra mọi người, vặn cái này nhôm này ra nè. Bên trong nó sẽ có cái ruột như hình này nè. Đảo lại là hút, đảo lại là đảo qua đảo lại. Đảo qua lại là hút hoặc hỏi. Rồi. Nó vậy. Đây túi nguyên zin nè, được cái túi này rất là giá trị nè. Nguyên zin dây kéo ok hết nè. Ồ. Đó, túi đựng bụi. Cái này á, cái sao em để hư không mà bán 250 à? Là vì nó bị mất cái núm cái cò nè mọi người. Đây là cái cò nó về nữa ha. À. Cái nắp này nè. Là vô hơi nó vẫn căng ra, nó căng ra như vậy là vô hơi nó căng. Mình vẫn bấm được, bấm nó vẫn hệt xịt hút được. Nhưng mà nó mất cái đó rồi nó gãy á, nè cái này nó gãy nữa ha. Cái đó nó vẫn ren vô và gãy rồi. Đó. Này bán cho bác nào rẻ về chế rồi ha. Nó gãy rồi, hoặc là có cái cò khá hay vô. Đây, còn bên trong kính hay không là nó cái con này mọi người. Đơn giản vậy thôi. Nó đẩy ra nè. Khi mình bóp cò nó sẽ hở ra và nó cho hơi ra ha. Vậy thôi. Đây có một cái con nhỏ nữa nha. Có một cái con tròn ở đây nữa nha. Rồi. Nó vậy thôi. Có đầu rồi. Đầu nói luôn nè. Rồi con này 250 ngàn nha. Mã 15. Hư cò. Rồi đây là cái hộp. Đây em gọi là hộp gì ta? Giống hộp đựng cơm. Nhưng mà mình muốn đựng gì đựng, nó còn mới tinh luôn. Như mới. Mới luôn á. Cái này chưa xài đâu. Nè. Chung có nhiều ngăn, muốn đựng gì đựng ha. Đó. Bằng nhựa. Nhựa nhưng mà nó kiểu nó làm nhựa giả gỗ ha nè, nó giả bằng gỗ đó. Khá là đẹp luôn, sắc nét, chi tiết, cứng cáp. Thiết kế như cái hộp gỗ vậy. Mấy bác cũng đựng gì đựng ha. Kích thước là 26 nhân 26. Rồi, chiều cao là 6. Rồi cái hộp này mã số 16 ha, 200 ngàn thôi. Rồi quá rẻ. Cho bác về cũng đựng gì đựng ha. Rồi đây cái đồng hồ nè. Đây về đồng hồ nè. À cái đồng hồ này rất là độc nha mọi người. Mọi người nhìn vậy ha. Nhưng mà bên trong nó có một cái ngân bí mật nha mọi người. Đó. Ngân bí mật nè. Đó. Trong lớp vải nhung ha. Móc treo nè. Đó. Cái này treo lên tường mọi người. Treo cao cao tí. Không ai biết là có cái ngăn này luôn ha. Đó. Treo đồ, giấu, cắt dấu đồ, chìa khóa này kia ở đây rất là hay. Rồi đóng lại nó y như cái đồng hồ treo. À, đồng hồ Nhật mọi người, tem đó. Rồi, kiểu này là vỏ là bằng nhựa. Này.
đó. Kéo nó ra nó tới đây nha mọi người nè. Máy chạy pin ha, Japan. Máy quạt chạy pin Japan. Nhập sản xuất. Rồi cái con đồng hồ này kích thước nó là 27 nha. 27 nhân 25 nhân 10. Rồi, con đồng hồ cực kỳ độc đáo. Miyabi đây, cái hiệu nó mọi người. Nãy giờ mới để ý. Miyabi của Japan sản xuất. Có cái ngăn bí mật rất là độc. Đó. Rồi mã số 17 ha, 600.000. Con này mình để bàn hoặc là treo lên tường cũng được nha. Treo tường mọi người phải treo hai cây đinh nha mọi người. Tại vì sao? Vì nó có thể mở ngang ra cái hộc chứa đồ đó. Cái ngăn bí mật đó. Phải treo hai đinh. Rồi cuối cùng là cái đồng hồ này. Về cái đồng hồ này quá đẹp, Citizen. Vỏ niền gỗ nguyên cây ha, niền gỗ gỗ đặc á, gỗ hợp. Citizen Japan đây. Japan nè. Chạy pin quẹt. Rồi, Citizen. Nè, có con liên lạc quá ok luôn. Cái này là bát giác mọi người. Ê. À, 8 cạnh đi. 8 đúng rồi, là bát giác. 8 cạnh nè, bát giác. Khá là lớn nha, size cũng khá là to. Cái này treo nhà ok luôn. Rất là đẹp, có kiến trong. Kiến trong lành. Chạy ok chính xác giờ. Đây mặt sau này nha. Chạy pin máy giờ bên nguyên zin. Có cái công tắc on start top ha mọi người. Là nó đơn giản là để tắt cái đồng hồ mọi người ha. Đó, top là đứng đồng hồ là thôi, vậy thôi. Không biết thiết kế làm gì. Đó. Đồng hồ để chạy chứ đứng là làm chi ta. Rồi. Em không hiểu luôn. Rồi cái đây là size 32.5 ha. Rồi 32.5. Nếu tính cạnh này là 35. Độ dài là 5,5 phân. Citizen Japan sản xuất. Rất là đẹp. Rồi. Con này mã số 18 nha mọi người. 800.000. Rồi em kết thúc video đây nha mọi người. Rồi mọi người mua hàng thì liên hệ thông tin ở trên đây ha. Đó. Rồi em cảm ơn mọi người đã ủng hộ xem kênh. Rồi em hẹn gặp lại nha. Gặp lại trong video kế tiếp. Rồi chào mọi người.